Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 18 tháng 4 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và đầy hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của YouTube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tổng thống Brazil bị Mỹ chỉ trích vì phát ngôn về cuộc chiến Ukraine. Quả báo đến sớm, các nhà tài trợ lớn quay xe bỏ rơi Ron DeSantis trước giờ loan báo tranh cử, dự định tài trợ cho Donald Trump. Ngũ giác đài không biết bao nhiêu tài liệu mật đã bị rõ rỉ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 4, Tổng thống Brazil Silva bị Mỹ chỉ trích vì phát ngôn cáo buộc phương Tây khuyến khích chiến tranh tại Ukraine. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lại ca người ông vì đề xuất đàm phán hòa bình. Tổng thống Silva phát biểu trước báo giới rằng, Mỹ cần ngừng khuyến khích chiến tranh và bắt đầu nói về hòa bình. Chúng ta cũng cần đối thoại với Mỹ cùng Liên minh châu Âu. Phải thuyết phục được mọi người rằng hòa bình mới là giải pháp. Trước đó, thì sau khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc, nhà lãnh đạo Brazil kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho cuộc chiến, phát ngôn khiến cho phương Tây tức giận. Tổng thống Silva hiện cố gắng đóng một vai trò trung gian để giải quyết cuộc xung đột dựa trên truyền thống ngoại giao cởi mở và không can thiệp của Brazil. Tuy nhiên, thì phía Mỹ đã lên tiếng chỉ trích ông tuyên truyền cho Nga và Trung Quốc, chứ không nhìn vào sự thật. Liên minh châu Âu cũng nhấn mạnh rằng họ cung cấp vũ khí để giúp cho Ukraine phòng vệ hợp pháp. Cho đến nay, trong số các quốc gia phương Tây, chỉ có Pháp là hoan nghênh sáng kiến hòa bình, Tổng thống Silva đưa ra. Trong khi đó, nhân chuyến cùng dùng Mỹ Latin với điểm đến đầu tiên là Brazil. Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn Tổng thống Silva vì đã nỗ lực giải quyết xung đột. Quả báo đến sớm, các nhà tài trợ lớn quay xe bỏ rơi Ron trước giờ loan báo tranh cử, dự định tài trợ cho Donald Trump. Quý vị thân mến, một nhà tài trợ hàng đầu của đảng Cộng hòa cho biết, ông không còn tin rằng Ron DeSantis có thể đảm nhận chức vụ tổng thống thứ 45 và ông đang suy nghĩ lại trong việc ủng hộ thống đốc Florida Ron DeSantis bởi những phát ngôn và lập trường của DeSantis về phát thai và các vấn đề xã hội khác có vẻ theo khuynh hướng của phe dân chủ. Vào đầu năm nay, doanh nhân tỷ phú Thomas Peter Fai nói với Financial Times rằng, Ông đang hướng tới việc ủng hộ cho ông DeSantis và mong chờ được ủng hộ ông ấy trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, thì vị tỷ phú này có vẻ đã quay xe khi mà vào hôm ngày 16 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm này, ông Peter Fry nói rằng, ông đang chần chừ hơn trong việc ủng hộ ông ấy. Chúng tôi đang chờ xem ai trong số những ứng cử viên ở vòng sơ bộ có khả năng thắng trong cuộc tổng tuyển cử nhất, rồi sau đó sẽ dốc toàn bộ sức lực của chúng tôi để trợ giúp cho họ. Tôi đã tự đặt mình vào trạng thái chờ đợi ông Peter Fay, người sáng lập và là chủ tịch của Interesty Broker nói với ấn phẩm này. Vì lập trường của ông ấy về việc phá thai và cấm sách nên bản thân tôi và một nhóm bạn đang chờ xem thế nào trước khi hành động. Ông Peter Fay rõ ràng đang đề cập đến việc mới đây, ông DeSantis vừa ký luật cấm phá thai sau tuần thứ 6 của thai kỳ vào tuần trước. Vấn đề cấm sách mà ông Peter Pai đề cập đến thì ít rõ ràng hơn, mặc dù dường như vị tỷ phú này đang sử dụng một luận điểm tranh biện của cánh tả về một dự luật mà ông DeSantis đã ký. Trong đó, cấm các tài liệu khiêu dâm mà vị thống đốc này và đảng Cộng hòa tiểu bang nói là không phù hợp với các trường công lập và trẻ em. Trong một thông cáo báo chí được phát hành vào hồi đầu năm nay, ông DeSantis cho biết cách diễn đạt cấm sách là sai. Việc vật chân cho lưu bịp cấm sách là rất quan trọng, vì điều đó tiết lộ rằng một số người đang cố gắng sử dụng các trường học của chúng ta để truyền bá tư tưởng tại Florida các tài liệu khiêu dâm và không phù hợp được tuần vào các lớp học và thư viện của chúng ta để tuyên truyền tình dục cho học sinh của chúng ta là vi phạm các tiêu chuẩn giáo dục của tiểu bang Florida là tiểu bang chú trọng giáo dục và điều đó có nghĩa là cung cấp cho học sinh một nền giáo dục chất lượng tốt không có nội dung khiêu dâm và các tài liệu có hại không phù hợp với lứa tuổi Đảng Dân Chủ ở Florida nói rằng luật này tương đương với kiểm duyệt và so sánh luật này với việc đốt sách. Hồi đầu năm nay, thì dân biểu tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ Andrew Nixon cho biết, dự luật này là một phần trong các nỗ lực tiến hành cuộc chiến văn hóa của vị tổng thống này. Điều sẽ giúp cho ông có khả năng tranh cử tổng thống năm 2024. Hành động của thống đốc ngày hôm nay và lời nói của ông ấy chỉ minh họa cho tham vọng chính trị của ông ấy ông ấy quan tâm nhiều hơn đến việc tập hợp những người sẽ ủng hộ ông ấy trong cuộc tranh cử tổng thống trong tương lai. Hơn là việc bảo đảm cho người dân của Florida được tiếp cận nhà ở, được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hảo hạng. Dự luật mà ông ấy ký ngày hôm nay sẽ gây thêm sức ép và căng thẳng cho các hệ thống trường học. Thưa quý vị, cũng trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, mặc dù ông Peter Fry có thể sẽ không tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Ron DeSantis, Tuy nhiên, thì ông cho biết ông vẫn ủng hộ thống đốc trong cách ông tiếp cận với vấn đề làm ăn kinh doanh tại Florida, bao gồm cả cách ông hành xử với Disney. Tập đoàn đa quốc gia này vốn điều hành Disney World ở miền trung Florida đã công khai phản đối về quyền của cha mẹ trong giáo dục. Hành động của Disney đã khiến cho vị thống đốc này nhắm vào khu cải thiện Reedy Chris của Disney World bằng cách ký một dự luật cho phép tiểu bang Florida kiểm soát khu vực rộng lớn này. Ông DeSantis nói rằng, tôi nghĩ thật là điên rồ khi mà một công ty lại có quan điểm về vấn đề giới tính. Ông Peter Vai, 78 tuổi, là một trong những người giàu có nhất tại Florida, với giá trị tài sản rộng ước tính là hơn 26 tỷ đô, đã quyên góp cho một số thành viên đảng Cộng hòa. Theo dữ liệu do Open Secret công bố hồi năm 2022, ông đã trao 7,7 triệu đô cho các chiến dịch của đảng Cộng hòa và các ủy ban hành động chính trị phù hợp. Theo Forbes, hiện giờ ông Ken Griffin, tỷ phú sáng lập quỹ đầu cơ Citadel, là người giàu nhất Florida. Trong khi đó, các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng ông DeSantis dường như đang trượt dốc trong cuộc đối đầu có thể xảy ra giữa ông và Tổng thống Trump trong vòng bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa vào năm 2024, sau khi cựu Tổng thống bị buộc tội tại Manhattan hồi đầu tháng 4 năm 2023. Ngoài ra, thì Tổng thống Trump đã nhiều lần đã kích thống đốc Florida, nói rằng ông ấy là người bất trung sau khi ông Trump đã ủng hộ ông ấy trong cuộc đua thống đốc tiểu bang Florida năm 2018. Sau bản cáo trạng của ông Trump, ông Peter Fai cho biết ông không còn tin rằng ông DeSantis có thể đảm nhận chức vụ tổng thống. Ông lưu ý rằng ông DeSantis dường như đã mất đà. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu ông DeSantis có nhắm đến việc tranh cử tổng thống hay là không, nhưng những hành động gần đây cho thấy ông đang xem xét kỹ lưỡng khả năng này, bao gồm cả các bài diễn văn mà ông đã đưa ra tại New Hampshire và các tiểu bang khác. Trong khi đó, hồi tháng 11 năm 2022, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba tại Tòa Bạch Ốc. Trong số những người thách thức đáng chú ý khác trong đảng Cộng Hòa đã tuyên bố rằng họ đang tranh cử có cựu thống đốc sau Carolina Nisky Harley và doanh nhân Vivek Ramaswamy. Ngũ giác đài không biết bao nhiêu tài liệu mật đã bị rõ rỉ. Thưa quý vị, theo phó thư ký báo chí ngũ giác đài Sabrina Singh nói, Bộ Quốc phòng Mỹ rằng không biết có bao nhiêu tài liệu đã bị rõ rỉ. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 4, phó thư ký báo chí Sabrina Singh cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang cố gắng để nắm phạm vi và quy mô của vụ rò rỉ tài liệu với một kho thông tin mật bị phát tán. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm tài liệu trực tuyến. Tuy nhiên, hiện chúng tôi không nắm được số lượng cụ thể các tài liệu bị rò rỉ và đang tiếp tục đánh giá về vụ rò rỉ này. Nhiều tài liệu thuộc loại mật đã được lưu hành trực tuyến trong nhiều tuần qua, có thể là nhiều tháng, song chỉ mới được giới truyền thông cũng như là chính phủ Mỹ phát hiện vài tuần trước. Vụ rò rỉ được mô tả là tổn thất lớn nhất của chính phủ Mỹ phải hứng chịu kể từ khi Wikileaks công bố hàng ngàn tài liệu mật về các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. Vào ngày 13 tháng 4, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã bắt nghi phạm George Douglas Tessiria, 21 tuổi, thành viên lực lượng vệ binh quốc gia không quân Massachusetts. Douglas Tessiria ra tòa vào ngày 14 tháng 4 với các buộc lưu trữ và lan truyền trái phép thông tin mật về quốc phòng quốc gia. Joe Biden yêu cầu quân đội cộng đồng tình báo Mỹ thực hiện các bước mới để bảo mật thông tin nhạy cảm sau vụ lộ lọt tài liệu mật. Trong khi xác minh tính hợp lệ của các tài liệu bị rò rỉ, tôi đã chỉ đạo quân đội và tình báo của Mỹ thực hiện các bước để tăng cường bảo mật và hạn chế việc phân phối thông tin nhạy cảm. Đồng thời, nhóm an ninh quốc gia của chúng tôi đang phối hợp một cách chặt chẽ với các đối tác và đồng minh. Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài đã tìm cách để bịt lũ rò rỉ thông tin tình báo sau vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, ông đã chỉ đạo cấp phó phụ trách tình báo và an ninh của mình tiến hành đánh giá các thủ tục kiểm soát, trách nhiệm giải trình và truy cập thông tin tình báo trong Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm để ngăn chặn sự cố rò rỉ tài liệu mật xảy ra một lần nữa. Bộ trưởng Austin yêu cầu nhân viên của Ngũ Giác Đài quân nhân hay dân sự, có nghĩa vụ pháp lý và đạo đức nghiêm túc để bảo vệ thông tin mật và nhanh chóng báo cáo bất kỳ hoạt động hoặc là hành vi đáng ngờ nào. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.